Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Cổ động viên Nam Định gây sức ép lớn, đòi sa thải huấn luyện viên Văn Sĩ. Thành tích thi đấu bết bát của câu lạc bộ Nam Định trong những năm qua khiến cho người hâm mộ đội bóng này mất dần kiên nhẫn với ban huấn luyện. Nếu như điều này xảy ra, đây thực sự là một cơn khủng hoảng đối với câu lạc bộ Nam Định. Từ trước tới nay, đội bóng này luôn được mệnh danh là câu lạc bộ đậm đà bản sắc nhất V-League. Thế nhưng giờ đây, người hâm mộ của họ đang chọn cách phản đối đội nhà để nhận được những sự phản hồi thỏa đáng của lãnh đạo. Vào ngày 13 tháng 8, diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ đã phải nhận trận thua bạc nhược 0-1 ngay trên thánh địa Thiên Trường. Thất bại này thêm một lần nữa đẩy câu lạc bộ Nam Định xuống nhóm nguy hiểm và đối diện với nguy cơ xuống hạng. Không những vậy, đó còn như là những giọt nước tràn ly đối với khán giả thành Nam. Tất cả dường như đã mất hết sự kiên nhẫn đối với thành phần ban huấn luyện của đội bóng. Trích lời một cổ động viên lâu năm đã chia sẻ bài viết có tựa đề "Giọt nước đã tràn ly". Từ tối hôm qua đến giờ, tôi đã đọc hàng chục bài viết với hàng trăm comment của mọi người. Đều nhận thấy tình yêu của mọi người với đội bóng vẫn nguyên vẹn. Có còn yêu thì họ mới chăn trở và lo lắng cho số phận của đội bóng. Có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ lại thất vọng về đội bóng đến như vậy. Lòng tin đã ở tận đáy và họ cảm thấy như mình bị phản bội. Ban huấn luyện của đội bóng nghĩ gì? Khi đọc những bài viết và những comment của người hâm mộ suốt từ tối hôm qua đến hôm nay, với tôi, thật sự rất đau lòng nếu còn có sự cầu thị. Không bao giờ kể cả trong mơ, cũng không nghĩ đến một Thiên Trường. Niềm tự hào và kiêu hãnh của người Nam Định trước cả nước và ở cả thế giới sẽ có một ngày trên sân Thiên Trường. Sẽ có một ngày trên sân Thiên Trường sẽ chỉ là bốn khán đài trống vắng. Nếu ban huấn luyện và cầu thủ không thay đổi thì nó sẽ trở thành hiện thực. Suy cho cùng, bóng đá với người hâm mộ cũng chỉ là một trò chơi, thích thì chơi mà không thích thì nghỉ. Và tình yêu dù có lớn đến như thế nào thì nó cũng có điểm dừng, chứ không thể là vô hạn và mãi mãi một khi người hâm mộ bị coi thường. Còn với cầu thủ thì cả là một vấn đề, nó là cuộc sống của mình và gia đình vợ con, là nghề nuôi sống mình và gia đình. Nồi cơm ở hạng nhất, nó nhỏ bé rất nhiều so với nồi cơm khi còn đá ở Nam League. Vậy thì, hãy sống chết với nghề, có trách nhiệm với nghề và yêu quý tôn trọng nó. 5 năm nay chơi ở Nam League rồi, một thời gian quá đủ để một cầu thủ trẻ trưởng thành trong một môi trường bóng đá khắc nghiệt. Trong khi các cầu thủ ở các đội bóng khác ngày càng hoàn thiện mình và trưởng thành lên qua từng mùa giải thì có cảm giác ở Nam Định, các cầu thủ vẫn như những đứa trẻ mãi không chịu lớn, vẫn được đùm bọc trong sự yêu chiều của người hâm mộ và chiếc áo Nam League có vẻ vẫn như quá rộng với các cầu thủ. Chính vì sự nâng chiều quá mức của người hâm mộ mà các cầu thủ đã không còn ý chí phấn đấu, ra sân không còn động lực thi đấu vì biết rằng có đá sở thì người hâm mộ vẫn phải đến sân cổ vũ. Nếu có suy nghĩ như vậy thì thật là một sự sai lầm, vì một khi tình yêu của người hâm mộ không đặt đúng chỗ thì họ sẽ quay lưng lại thôi. Yêu thì rất yêu, nhưng không thể mù quáng. Tôi, gần cả một đời đã dành trọn tình yêu quê hương và bóng đá Nam Định, tôi có thể nói ra điều này mà không hề thấy xấu hổ. Nước mắt tôi cũng đã rơi trên khán đài rất nhiều lần vì đội bóng trong suốt nhiều năm qua và hôm nay tôi cũng rất đau buồn khi phải viết ra những lời ruột gan này. Nếu đội bóng không thay đổi toàn diện thì tôi và người hâm mộ sẽ chấm dứt tại đây. Trên Facebook của Vũ Quốc Bình. Trong năm mùa giải vừa qua, đội chủ sân Thiên Trường dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Văn Sĩ đã không thể trình diễn những lối chơi thuyết phục, thay vào đó là những chiến thuật đơn giản, dễ bắt bài. Tới sáng ngày 14 tháng 8, đồng loạt tất cả các hội nhóm cổ động viên của Nam Định thông báo dừng tiếp lửa cho đội bóng. Cổ động viên thành Nam sẽ không tới sân để ủng hộ cho các cầu thủ, chừng nào ban lãnh đạo vẫn chưa thay đổi. Trước mắt, người hâm mộ Nam Định sẽ không hành quân đến Hà Tĩnh để ủng hộ đội nhà trong chuyến làm khách ở vòng 13. Tôi chẳng có gì phải lo lắng về việc mình có làm nữa hay không. Tôi cho rằng đã làm thì phải làm hết mình, còn một giây một phút cũng phải làm hết sức. Nếu có thay đổi ở ghế huấn luyện viên để đội tốt hơn thì đó cũng là chuyện bình thường. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ phát biểu sau trận thua 0-1 Sông Lam Nghệ An trên sân Thiên Trường. Hiện tại, phía lãnh đạo đội Nam Định vẫn chưa có bất cứ sự lên tiếng chính thức nào. Trong khi đó, những sự phản đối vẫn liên tục được nổ ra từ phía khán giả Nam Định. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào về cổ động viên Nam Định phản đối, hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!